Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối hay nói nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai hay rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống hỏa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Chứ mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha Thầy là đứng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ chối nó trước mặt cha Thầy là đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể về một cậu thanh niên đã thành công trong việc chăm sóc những con ngựa. Trước khi thành công trong việc chăm sóc những con ngựa yêu quý thì cậu là một người rất nhút nhát. Biết được cái tính nhút nhát của con mình nên người cha đã tập luyện cho con mình với một cách thế như sau. Một hôm vào một buổi tối, ông đã sai cái người con trai của mình là đi chăm những con ngựa. Biết là con mình rất là sợ bóng tối nhưng ông vẫn quyết tâm là tập cho con của mình. Ông nói: Này con trai, hôm nay con vui lòng giúp ba một tay là hãy đi chăm sóc những con ngựa của ba, bởi vì ba quên không cho nó ăn. Nhưng mà ba ơi, tối con sợ bóng tối lắm, con sợ ma lắm. Nhưng mà từ đây đến cái chuồng để chăm những con ngựa nó xa. Không, con cứ yên tâm, con đi đi. Làm sao mà con thấy đường mà con đi được? Đây này, con hãy cầm một cái đèn và con đi. Nhưng mà ba hứa là ba ở với con nha, ba theo con nha. Được, con cứ đi đi. Đi được một quãng, anh ta quay lại và hỏi: Ba ơi, ba có thấy con không? Người cha đứng trước cửa và nói: Có, ba thấy con mà. Con tiếp tục bước về phía trước đi con. Dạ. Thế là cậu ta bước tiếp. Đi được một quãng, cậu giơ đèn lên và hỏi: Ba ơi, ba còn thấy con không? Có, con à, ba đang theo dõi con mà. Bước tiếp đi con. Và cậu ta bước tiếp. Khi càng bước tiếp thì cậu ta lại càng sợ, bởi bóng tối nó càng là tối và càng xa người cha của mình. Cậu hỏi một lần nữa: Ba ơi, ba có thấy con nữa không? Có, con à, ba nghe được tiếng con và thấy con rõ lắm. À, ba ơi, con thấy được những con ngựa rồi. Ừ, tốt quá con, hãy cố gắng lên. Và thế là cậu ta đã thực hiện được lần thứ nhất, chiến thắng được bóng đêm. Và rồi nhiều lần như thế, cuối cùng cậu ta đã thành công, chiến thắng được nỗi sợ hãi. Và kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của chúng ta đó hầu như nó bị trói buộc bởi những cái nỗi sợ. Có những cái nỗi sợ chúng ta gọi là nỗi sợ vô lý, có những cái nỗi sợ có lý, có những nỗi sợ đến từ bên ngoài,
Còn những cái sợ nó đến từ bên trong trái tim của chúng ta. Vậy đâu là những cái sợ vô lý? Cộng đoàn có sợ ma không? Có sợ bóng tối không? Sợ ma, sợ bóng tối, thế mà lại rất thích coi phim ma, thích nghe người này người kia kể về những cái chuyện kinh dị vô lý. Có những cái sợ có lý. Đâu là những cái sợ có lý? Đó là sợ độ cao, sợ thất bại, sợ chết. Rồi có những cái sợ nó đến từ bên ngoài, như là sợ đám đông, sợ tiêm chích. Và ngay cả có những cái sợ nó đến từ trong trái tim. Đâu là những nỗi sợ đến từ trái tim? Đó là sợ cô đơn, sợ không được người này người kia yêu thương, sợ cha mẹ con cái buồn. Không ai nói, nhưng mà ai cũng biết là trong tim có những cái nỗi sợ như vậy. Và chúng ta còn thấy cái điều này, kính thưa cộng đoàn, là càng văn minh đó, lại càng phát sinh ra những cái nỗi sợ mới. Đâu là những cái nỗi sợ mới? Sợ không có đủ thời gian này, sợ không đủ kiến thức này, sợ già, sợ không đủ tiền, không đủ tuổi. Rất nhiều nỗi sợ. Và chính những cái nỗi sợ đó, nó làm cho chúng ta mất tự do, mất bình an, mất vui, kính thưa cộng đoàn. Và nỗi sợ có vẻ nó vây hãm và gắn liền với cái phận mong manh của con người chúng ta. Như Đức Giê-xu hôm nay, Ngài đến, Ngài muốn giải phóng chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi. Cái vấn đề ở đây không phải là trở nên vô cảm, không biết sợ là gì. Nhưng chúng ta vẫn biết sợ, nhưng là sợ ai? Sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Chúa nói anh em đừng sợ. Ngài nói như thế là nhằm khuyến khích các môn đệ cũng như là chúng ta hãy can đảm, hãy tin tưởng vào sự chăm sóc quan phòng của Cha trên trời. Lời của Người đó, nó không chỉ giúp các môn đệ và chúng ta khi bắt đầu một cái hành trình hay một cái sứ vụ, nhưng nó còn giúp chúng ta trong suốt phần đời còn lại của chúng ta nữa, kính thưa cộng đoàn. Cho dù chúng ta có phải đối diện với đau khổ hay là sự loại trừ, nhưng chúng ta có thể kín múc được cái nguồn sức mạnh từ việc nhớ rằng chúng ta quý giá như thế nào trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta thấy các môn đệ, các đức giáo hoàng, các hồng y, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, những nhà truyền giáo, hay ngay cả chúng ta là những người công giáo, những Kitô hữu tốt lành, có những lần chúng ta nói về lời Chúa hay chúng ta bênh vực cho sự thật, đâu phải là tất cả mọi người đều lắng nghe chúng ta đâu. Nhưng điều đó không quan trọng, kính thưa cộng đoàn, bởi vì giá trị của chúng ta nó không đến từ những gì chúng ta đã làm, nhưng đúng hơn nó đến từ việc chúng ta là ai. Thưa, chúng ta chính là con cái Thiên Chúa. Chính chủ điều đó làm cho chúng ta trở nên giá trị hơn. Và chính khi chúng ta nhận ra được cái sự cao quý của chúng ta trước mặt Thiên Chúa và tha nhân đó, thì chúng ta cần phải tin tưởng hơn, kính thưa cộng đoàn. Tin tưởng vào sự chăm sóc quan phòng của Cha dành cho chúng ta. Để rồi bất kể chuyện gì xảy ra cho chúng ta đó, chúng ta luôn được bình an. Chúng ta có thể tin tưởng rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, nó không dựa trên cái sự thành công hay thành tích của chúng ta. Nó dựa trên một thực tế là Người đã tạo dựng chúng ta theo hòa ảnh của Người. Người yêu thương chúng ta một cách vĩnh viễn, đơn giản bởi vì Người là tình yêu.
Cái lời mời gọi anh em đừng sợ, nó vẫn đang nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hãy sống lạc quan trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Người sẽ gìn giữ và canh chừng chúng ta, cho dù sự giữ vẫn và đang bủa vây chung quanh chúng ta. Vì sao? Thưa vì ngay cả tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ ngoài đồng. Từng người chúng ta ngày hôm nay hãy nghe và nhớ những lời này. Còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Chính Cha trên trời đứng đã chăm sóc các môn đệ cũng sẽ chăm sóc chúng ta. Người thấy và hiểu được mọi niềm vui, mọi khó khăn của chúng ta, và người sẽ yêu thương chúng ta qua tất cả những cái biến cố trong cuộc đời của chúng ta. Người yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta lầm lỡ. Người vui mừng khi chúng ta sống và làm chứng cho sự tốt lành của người. Và người vui thích khi thấy chúng ta sống và làm chứng cho người. Người vui thích khi nhìn thấy chúng ta chăm sóc những người thân trong gia đình của chúng ta. Người trân trọng, yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta phải nằm liệt trên giường bệnh. Kính thưa cộng đoàn, và tất cả những gì chúng ta có thể làm là hãy dâng cho người cái sự đau đớn của chúng ta. Người nhìn thấy mọi sự, người yêu thương chúng ta thật sự, không phải vì những gì chúng ta đã làm, nhưng là vì chúng ta là con người. Thế đấy, kính thưa cộng đoàn, chúng ta còn quý giá hơn toàn bộ những thành công và thất bại của chúng ta. Chúng ta là người con yêu dấu của Cha trên trời. Chúng ta quý giá hơn muôn vạn chim sẻ. Vậy nếu như đã hiểu được tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta, thì tại sao chúng ta lại sợ? Nếu chúng ta vẫn còn sợ, như là đức tin của chúng ta chưa được tăng trưởng, chúng ta còn sợ như là chúng ta chưa tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng quyền năng, Chúa có thể làm mọi sự, chỉ Ngài cũng có đủ sự khôn ngoan, sức mạnh để hướng dẫn mọi sự theo ý muốn của Ngài. Vì thế chúng ta hãy mạnh dạn phó thác đường đời cho Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chính Người sẽ hướng dẫn và bảo vệ cuộc đời chúng ta trong tình yêu quan phòng của Ngài. Thế nhưng cuộc sống ngày hôm nay vẫn còn đó những người sợ khi làm chứng cho tin mừng. Họ sợ bị thế gian ghét bỏ, họ sợ vu khống, sợ bị loại trừ, sợ mất chức, sợ mất việc, sợ mất ghế ngồi sang trọng trong các công sở. Họ sợ nên đã để cho tin mừng bị bóp nghẹt khi im lặng trước cái xấu. Có khi vì sợ, chính những môn đệ của Chúa lại ngăn cản anh chị em của mình làm chứng cho công lý và sự thật. Thế nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, kính thưa cộng đoàn, vì trong dòng đời đầy mưu toan của ma quỷ đó, thì vẫn còn đó những sứ giả trung kiên luôn nói về Chúa và nói về những sai lầm của thế gian. Dù cuộc đời của họ có bị thế gian loại trừ hay cắt hết mọi chức vụ, thế nhưng đức tin của họ luôn tỏa sáng giữa bóng tối bất công hận thù hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa bởi vì Chúa chăm sóc chúng con. Xin Chúa gìn giữ những sứ giả của Chúa, và xin Chúa thêm sức để chính chúng con cũng biết vượt qua mọi nỗi sợ hãi, để mạnh dạn làm chứng cho tin mừng của Chúa bằng chính đời sống tốt lành, yêu thương của chúng con. Amen.